nó phải xin nhá, phải xin mấy con đó. Rồi xin nhá, bây giờ xin nhá. Chào đây. Được to à, xin lò gì? Xin. Đó tên là hai xin, hai tay xin, hai tay xin. Hai tay, ó sẽ tè, ó sẽ tè. Đó, xin, đúng rồi. Anh cho cái gì phải xin nhá, hai tay xin, ó sẽ tè, ó sẽ tè. Xin, đấy, rất là ngoan. Xin chưa? Xin. Xin anh. Xin anh, xin anh, xin cười, xin anh. Xin anh. Đây nhá. Chú ơi, chú xin ơi. Đây là kẹo nhá. Có ba gói kẹo trong này. Chú để cho các em ăn nhé. Bình Hà Giang xin kính chào quý các anh chị và tất cả mọi người đã đến với Bình Hà Giang. Hôm nay thì Bình đi vào trong nhà của 5 em mà lần trước không có giường ngủ. Một chị giáo tên và chú Điền Vũ đã tạch trợ 2 chiếc giường và trăm màn rồi. Hôm nay thì chú lại tài trợ thêm, sẽ đưa các em đi mua quần áo. Thì lần trước chú đã gửi 500 đô về cho Bình. Thì Bình cũng đã ra mua trăm thì hết 815.000. Thì hôm nay Bình sẽ lại đi đưa 5 em đi mua quần áo. Bởi vì trên vòng cao nguyên đá này thì trời cũng rất là rét và lạnh. Thì chú Điền Vũ cũng rất là thương 5 em. Bởi vì gia đình 5 em là rất là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thì bây giờ thì Bình sẽ đi vào trong nhà của 5 em ạ. Thì hôm nay thì cũng có bạn Gió cũng đi cùng mình. Xin chào. Vâng, cảm ơn Gió nha. Thì bây giờ thì hai anh em Bình sẽ đi vào trong nhà của 5 em để mà đi đưa 5 em đi mua quần áo. Xin chào chú Xính à. Chú làm cái này làm gì đấy? Làm kem à? Vâng. Là áo mắt lê tròn nàn à. Lạnh nhờ, vâng mặc cái bộ quần áo này. Ồ, rất là lạnh nhá, cống hết cả tay chân rồi, rất là lạnh luôn. Ồ, đôi dép đâu rồi? Đôi dép anh ạ. Đôi dép rồi. Em này về tay lạnh quá rồi. Lạnh quá. Đi ngồi vào bếp lửa đi. Em đi ngồi vào bếp lửa cho đớn lạnh đi. Hiểu nhá, em này đi học thì hiểu tiếng Kinh nhá. Nhất treo nhà mẹ. Đúng rồi. Ngồi đấy để sửa ấm nhá. Ngồi sửa ấm nhá, rất là lạnh. Lấy một cái ghế vào đấy ngồi đi. Ăn gái rất tỏ là rộng. Ăn gái rất tỏ là rộng không? Chú ơi, hôm nay thì con ra đây thì con cũng gọi được bạn Gió ra để cùng đưa 5 em đi mua quần áo. Cái số tiền là số tiền của chú Điền Vũ. Chú Điền Vũ ở bên Mỹ rất là thương gia đình nên là chú cũng tài trợ cho các em để có cái quần áo mặc. Thì hôm nay thì con ra đây để nói cho chú biết cũng như là sẽ đưa chú và các em đi mua quần áo nhé. Cảm ơn chú Điền Vũ, thưa anh các con. Thì bây giờ thì con với chú sẽ đi nhé. Gió ơi, đưa quần áo cho các em chưa? Đây. Thế thì phát cho các em đi. Phát quần áo cho các em đi, rất là lạnh. Thì Gió cũng nhận được một ít quà của một cô ở dưới Hà Nội lên nên là sẽ trao cho các em. Rất là lạnh nhỉ. Có kẹo, kẹo gì? Kẹo gì? Thử xem đó, biết kẹo gì đó. Phải xem nó không gửi rất là xa ra mình phải xem không biết kẹo. Ôi kẹo này ngon nhỉ. Chẳng biết nữa. Kẹo thử thế nào? Gió thử trước đi. Gió thử trước vào viên xem là có ngon hay không. Kẹo cao su à? Sợ các em ăn xong là không biết nhẹ, bỏ ra ấy. Có phải kẹo cao su không? Cứng á. Xin, bảo xin đi. À, xin anh, em xin anh. Em xin anh. Không cười, bảo xin anh. Em bảo xin anh đi.
Ngại à? Đừng ngại nhá, cứ nói nhá, phải học nói tiếng phổ thông thì mới nói được. Sau này lớn lên mới đi dưới công ty Hà Nội mới đi làm được. Không biết tiếng phổ thông là đi họ không lấy đâu nhá. Quý các anh chị ơi, bây giờ thì chú Xính đưa em trai cả đi cùng. Bởi vì là đường rất là xa, trời mà rất là rét và lạnh nữa, nên là không thể đi hết được. Chỉ có hai chiếc xe thôi, bạn gió thì đi một xe, còn Bình là đi một xe. Ở đây thì là ở chính giữa nên là không có chợ, đi vào bên Mèo Vạt thì cũng rất là xa, mà đi vào bên Yên Minh thì cũng xa, mà vào Đồng Văn thì cũng rất là xa, nên là Bình sẽ chọn đi vào thị trấn Yên Minh là đi 27 cây, là Bình sẽ chở em và chú đi con đường này đi nhá, đường đá thôi, rất là xấu. Bây giờ thì sẽ đi, gió ơi anh em mình đi nhá. Vâng. Đấy, cho mặc vào cho nó đẹp thì xét vào nhá, cho vào cẩn thận nhá. Quần để cho vào túi rồi nhỉ. Quần thì cho vào túi sách đi. Về nhà mặc sau cũng được. Thì Bình mua cái áo này là 200.000. Cái áo này là cũng rất là ấm, có nỉ trong này. Và cái quần này nữa là 100, là 300. Và mình sẽ gửi tiền cho chị bán hàng. Em gửi tiền cho chị nhé. Thì bây giờ thì mình cũng nói với chị bán hàng. Và những cái bộ quần áo mà các em ở nhà mà không ra ấy, thì là có mấy em cũng khát tuổi, thì mình cũng hỏi chủ Xính này, thì chị cũng đã tìm được những bộ quần áo ở đây là 4 bộ. Chị ơi, hả? Thế quần áo ở đây là những bộ này bán thế nào chị? Bộ này thì là lấy thì chị lấy 250 này bộ, còn 250 bộ này bộ thì lấy 180 này, bộ này cũng thế, bộ kia cũng 250. 250 thế không bớt à chị? Đấy là chị bớt cho em nhiều rồi đấy. Nguyên cái áo này của chị đã là 170-180 rồi. Nhưng thêm một cái quần này cũng cho là chị lấy có 200, hơn 200 một bộ thôi em ơi. 200. Nếu cái áo này chị đã bán là bán 130-140 một bộ rồi. Chứ không phải là chị bán đấy, nói rất thật là như thế. Bọn em nói là bọn em đi từ thiện thì chị cũng không nói bán đắt đâu. Vâng, thì 2 bộ là 500. Thì tất cả 4 bộ này là bao nhiêu? 2 bộ 500 kia là đi bộ này 360, 2 bộ này mấy này 500, 2 bộ 360 cộng vào là 800-806 à? Ừ. Chị có thể bớt được 60.000 không? Đi. Chị bớt cho em 60.000 nhé. Ừ, đấy. Là tất cả 4 bộ là 800.000. Bình quân ra thế nào? Vâng. Quá ấy luôn. Thế chị giúp em tìm một cái túi để em đựng vào. À, đây là 800.000 nhé. Mình sẽ đưa cho chị bán hàng là 4 bộ quần áo.
là đã mua được cho nam em, mỗi người là một bộ. Còn em trai cả thì cũng đã lấy được một bộ, lúc nãy là lấy. Đây là bọn em nói là đi từ thiện cho nên là chị không bán đắt, nói thẳng như thế. Chứ còn không, túi quần áo này của chị là có phải có 1 triệu hơn 1 triệu, nói thẳng như thế. Thế thôi, mình chả có ấy, chả có công thì mình có cái khác giúp thôi mà. Em mà gửi cho chị nhé. Chị xin nhá. Gió bột vào là được rồi. Thế bây giờ bây giờ đi về thôi. Đi về à? Vâng. Chào chị nhá. Ừ, chị chào nhá. Vâng. Bình cũng đã mua xong quần áo cho các em, thì bây giờ mình sẽ về chọn tất cho 5 đôi tất cho các em nữa. Có cho một đôi tất là 1 tuổi, 2 đôi chị ạ, cho 2 đôi. Vâng, 1 tuổi có loại 3 tuổi, 4 tuổi chứ không chị? Có. Thế cho một đôi là một ở hai đôi là 1 tuổi và hai đôi 3 tuổi. Vâng đúng ạ. Đủ cho chị. Đủ 10 đôi rồi. Bình mua 10 đô tất là 100 nghìn nhé. Chị ơi em gửi tân cho chị. Bình cũng đã đưa hai bố con của chú Xính và bạn gió vào trong quán cơm để mà ăn cơm rồi là sẽ đi về. Và hôm nay thì bạn gió cũng ra cùng, thì đi đường xá rất là xa xôi. Và chú Điền Vũ thì cũng có nói với Bình là phải đưa nam em đi chọn quần áo á, thì sẽ phải đưa các em đi ăn. Nhưng mà hôm nay thì đường đi rất là xấu nên là không thể chở được nam em đi cùng, thì mình chỉ chở chú Xính và em đi cùng để mua quần áo, và chú cũng đi cùng mình để chọn á, thì cũng đã mua được quần áo rồi. Bây giờ thì mình đưa hai bố con và bạn gió về ăn cơm. Rồi là sẽ đi về nhà, xin phép mời tất cả quý bác anh chị mọi người cùng nhau ăn cơm với Bình và bạn gió và hai bố con của chú Xính ạ. Bình sẽ mua mấy gói kẹo đi cho các em ở nhà nhé. Các em ở nhà thì cũng rất là mong chờ chú Xính đi về, thì là mình cũng mua kẹo đi. Thì mình sẽ lấy mấy gói kẹo và bánh, cái này là kẹo lạt rất là ngon. Lấy hai gói kẹo lạt và sẽ mua một gói kẹo viên. Đây là kẹo sứa, ăn cái này thì rất là bổ. Bán một thế thôi, thế là bao tiền đấy. Cái này là 30 là thì 5 năm, cái này 30 là 85.000 anh ạ. 85.000 này. Vâng, 85.000. Anh gửi tiền.
靠，都难带了嘛。 Hồn chua, nhìn chưa? Trên này ngay luôn đông to lắm. Rồi rông chua mùa nhá. Bảo bác các em phải dạy về là phải nhá. Thôi nên giả bạc nhá. Đấy nước phải cho các quần. Tôi có. Cho em mặt nhé. À, thôi thì cởi ra luôn nhé. Cẩn thận ngã. Ngã đấy. Được rồi. Đấy, cởi ra cho mặt áo. Đúng rồi. Và cho đấy lạnh nhé. Ôi dồi ôi, bàn tay. Lạnh nhờ. Chết nhờ. Bây giờ có quần áo mới rồi. Quần áo mới. Gì thế thế mà. Đấy, được rồi, được chưa? Ok. Mặc cái này cho đỡ lạnh dép nhá. Đây là cái quần của em này. Bây giờ là anh sẽ bắt kẹo cho các em nhá. Đây là kẹo nhá, kẹo rất là ngon. Nó phải xin nhá, phải xin mấy cho nhá. Rồi xin nhá, bây giờ xin nhá. Kẹo đây. Được cho xin nào. Xin. Đó tên là hàng xin. Hai tay xin, hai tay xin. Hai tay, ót sẻ tẻ, ót sẻ tẻ. Đó, xin, đúng rồi. Nha. Anh cho cái gì phải xin nhá, hai tay xin, ót sẻ tẻ, ót sẻ tẻ. Xin, đấy, rất là ngoan. Xin chưa, xin. Xin anh, xin anh không cười, xin anh. Xin anh. Đây nhá. Chú ơi, chú xin ơi. Đây là kẹo nhá. Có ba gói kẹo trong này. Chú để cho các em ăn nhá. Bây giờ thì muộn lắm thì con sẽ phải đi về. Ở nhà thì nhớ phải chú phải nhớ đi rượu nước về cho các em rửa mặt. Đó là rửa chân nhá. Đó là cái tất đâu này. Cái tất lúc đấy cái tất này thì sẽ rửa chân xong là mới đeo vào nhá. Tối nay rửa chân, rửa chân xong là ngủ thì mai dậy thì các em dậy thì chú lấy cái đây cái quần của em ăn bên này. Tất này nhá.
em là hai đôi nhé. Cái này tất thì để một tí ngủ thì các em rửa chân xong thì ngày mai thì sẽ cho các em đeo vào lạnh. Chúng ta xuống nhá. Bây giờ thì Bình và bạn Minh Gió sẽ phải đi về bởi vì là trời cũng rất là tối. Kẹo thì cũng đã đưa cho các em ăn và áo thì cũng đã mua về rồi. Để hôm nay thì Bình đã mua được cái món quà ý nghĩa của chú Điền Vũ trao cho các em. Con cũng xin cảm ơn chú Điền Vũ rất nhiều. Cảm ơn chú đã thương gia đình nam em và đã gửi tiền về cho con để con đi mua quần áo cho các em, thì con rất là cảm ơn chú. Trời cũng đã rất tối thì con sẽ phải đi về nhá. Thì con xin chào chú và xin chào tất cả quý cô bác anh chị, Mạnh Thường Quân, mọi người đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh của Bình Hà Giang. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của Bình Hà Giang nhá. Xin chào mọi người.